Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên cho biết nỗ lực phóng vệ tinh trinh sát quân sự mới đã kết thúc thất bại hôm thứ Hai ngày 27 tháng 5 khi một động cơ tên lửa mới được phát triển phát nổ trong khi đang bay. Trước đó vài giờ, Bình Nhưỡng cảnh báo rằng họ sẽ phóng một vệ tinh trước ngày 4 tháng 6. Nếu thành công, thì đây sẽ là vệ tinh do thám thứ hai của nước này trên quỹ đạo. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng vệ tinh dường như được phóng đi từ Đông Trang Ri, khu vực phía tây của khu vực phía Tây Bắc, nơi đặt trung tâm bay vũ trụ chính của Triều Tiên. Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên cho biết, việc phóng tên lửa mang vệ tinh mới đã thất bại và tên lửa phát nổ giữa không trung trong giai đoạn đầu tiên. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã chiếu đoạn video cho thấy một chấm màu cam bay trên bầu trời đêm rồi bốc cháy ở khu vực gần biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên phân tích ban đầu cho thấy nguyên nhân là do động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mới được phát triển nhưng các nguyên nhân khác đang được điều tra làm rõ chính phủ nhật bản hôm thứ hai đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho người dân ở các đảo phía nam của okinawa đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra từ tên lửa của triều tiên sau đó dỡ bỏ cảnh báo và dự đoán tên lửa này sẽ không bay qua lãnh thổ của nhật bản